Giang Lan là trường đại học đào tạo theo định hướng ứng dụng của Việt Nam với 3 cơ sở đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh, 32 ngành đào tạo cử nhân và 7 ngành đào tạo thạc sĩ. Khoa kiến trúc trường đại học Giang Lan nổi tiếng với nhiều hoạt động thực tiễn ứng dụng trong giảng dạy kiến trúc. Hãy cùng tham gia một chuyến đi kiến trúc trải nghiệm gần đây của sinh viên kiến trúc Giang Lan với chủ đề Nhà ở xanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên sẽ được trải nghiệm thực tế các không gian kiến trúc như bao cảnh, ngoại thất, nội thất, chứ không chỉ nhìn thấy qua bản vẽ, đồng thời được giao lưu với các kiến trúc sư nổi tiếng đến từ các công ty thiết kế kiến trúc có uy tín trong và ngoài nước. Một buổi sáng đầy năng lượng, cả đoàn đang háo hức mong chờ khám phá những điều mới lạ. Công trình xanh đầu tiên hiện ra giữa con phố Sầm Uất của quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, có tên gọi Tòa nhà gió, House of Breeze, được thiết kế bởi đội ngũ công ty CAT Design and Build với nét kiến trúc hiện đại tối giản nhưng vẫn nổi bật. Từ xanh không những chỉ màu của cỏ cây tán lá mà còn là tính từ thể hiện sự thân thiện với môi trường và sức sống của sinh vật. Công trình xanh cũng vậy, sự xanh được chứng minh qua chất lượng môi trường sống bên trong công trình. Qua việc đảm bảo không gây các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến sự sống bên ngoài hay các công trình xung quanh trong suốt dòng đời của một công trình. Trong quá trình thiết kế, ngoài việc cân nhắc lựa chọn vật liệu, thiết bị, thì vấn đề cốt lõi là làm sao kiểm soát được những quà tặng từ thiên nhiên như nắng, gió, không khí và nước. Bằng cách sử dụng mặt cắt, sự lưu thông không khí được thể hiện đầy đủ dưới dạng 3 chiều. Việc thay đổi biên dạng mái kết hợp giải pháp thông gió theo phương đứng là giếng trời. Tại các miệng giếng, có phương ngang là các lỗ mở của ngôi nhà, tạo điều kiện cho không khí bên trong thoát ra ngoài và không gây xung đột với dòng gió từ bên ngoài thổi vào công trình. Ngôi nhà còn được bố trí cửa lấy sáng trên mái để đưa ánh sáng tự nhiên vào không gian bên trong. Các giải pháp thiết kế thụ động như cửa sổ nhỏ hơn và thiết bị che nắng ngoài, sử dụng hệ thống làm mát lượng môi chất lạnh biến thiên và chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, kiểm soát lượng bê tông trong thi công mái và sàn, sử dụng gạch rỗng lát hai mặt cho tường trong và tường ngoài, giúp ngôi nhà giảm tiêu thụ năng lượng hơn một nửa. Phương án thiết kế sử dụng bẫy gió phía sau nhà, kiểm soát lượng nhiệt và ánh sáng cùng với các giải pháp về vật liệu, cây xanh khiến các phòng ngủ và các không gian chức năng khác thông thoáng tự nhiên cả ngày mà không cần sử dụng máy điều hòa. Đúng như tên gọi của ngôi nhà là House of Breeze. Công trình đã được SGS Việt Nam cấp chứng nhận công trình xanh EDGE thân thiện với môi trường. Những kiến thức chuyên ngành mang tính thực tiễn cao được các kiến trúc sư và kỹ sư trình bày một cách hệ thống và chi tiết thông qua sơ đồ, mô hình và các hình ảnh thực tế tại công trình. Sinh viên học được nhiều kiến thức mới như cách xử lý không gian, vật liệu, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, phân tích tỉ mỉ của các chuyên gia khiến sinh viên vô cùng hào hứng và dễ dàng tiếp nhận khối lượng lớn thông tin. Cả đoàn tiếp tục khám phá công trình xanh thứ hai, tòa nhà Sky House được VGPC cấp chứng nhận Lotus mức Silver vào ngày 2 tháng 12 năm 2019, tọa lạc tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Khu đất xây dựng của Sky House nằm lọt thỏm giữa thung lũng các tòa nhà cao tầng nằm san sát nhau. Mặt đứng công trình là khối hộp đơn giản, với điểm nhấn là các khoảng ô vuông cây xanh được bố cục ngẫu nhiên một cách hài hòa, làm kiến trúc trở nên đặc biệt giữa khung cảnh xung quanh. Để tạo dựng một công trình mở và thở, kết nối con người với con người và con người với thiên nhiên, các kiến trúc sư đưa ra giải pháp tạo những khoảng trống lớn thông nhau, đưa thiên nhiên vào từng ngóc ngách của không gian sống. Công trình kiến trúc như một cơ thể sống,
thay vì mở ra bốn phía xung quanh. Kiến trúc sư đã tạo ra sự kết nối theo chiều dọc giữa ngôi nhà và bầu trời. Cách tiếp cận đó đã tạo điều kiện để ngôi nhà đón nhận ánh sáng tự nhiên một cách gián tiếp, giúp người ở cảm nhận rõ sự thay đổi của thời tiết, của giờ trong ngày. Chuyến hành trình kiến trúc trải nghiệm đã mang lại cho em rất nhiều cảm xúc đầy phấn khởi và cũng như thú vị. Tuy chỉ là sinh viên năm nhất nhưng em đã cảm nhận được rằng là chuyến hành trình này mang cho em rất là nhiều kiến thức cũng như là cho mình một cái định hình rõ hơn về việc chọn nghề nghiệp. Và em đã có một định hình cho mình chính là trở thành kiến trúc sư tương lai. Tiếp tục, theo chân nhóm thiết kế công ty Bia Design and Studio, cả đoàn có dịp được tham quan trụ sở làm việc chính của công ty. Xu hướng đào tạo đại học hiện nay tôi thấy là đã có những cái bước chuyển biến tốt, tức là không thiên về lý thuyết mà đã tiếp cận với các cái ứng dụng cao, thực hành nhiều. Đặc thù của kiến trúc là một cái ngành khoa học kỹ thuật kết hợp với lại nghệ thuật sáng tạo, cho nên cái tính thực tiễn nó lại càng quan trọng và cần được đưa vào càng sớm càng tốt trong các cái chương trình đào tạo. Trường đại học nào mà nắm được vấn đề cốt lõi này thì các cái nguồn nhân lực của các trường đó sẽ được xã hội đón nhận một cách nồng nhiệt nhất. Riêng về công ty chúng tôi thì tuyển nhân lực không có phụ thuộc là tốt nghiệp ở trường nào, mà nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái năng lực của các bạn. Năng lực của các bạn thể hiện ở cái gì? Thể hiện ở cái tự tin trong giao tiếp, ham học hỏi, biết lắng nghe và biết cháy hết mình đam mê cho kiến trúc. Vì thậm chí người nông dân mà có yêu cây lúa thì hạt gạo nó mới thơm. Và có một cái điều đặc biệt nữa là hiện nay các cái key person, các cái nhân lực chủ chốt của công ty chúng tôi thì đều là tốt nghiệp từ khoa kiến trúc của Đại học Văn Lang. Tôi nhận thấy là các bạn rất là năng động, hòa nhập rất nhanh và rất tốt vào cái văn hóa công ty của chúng tôi. Sảnh đón cũng chính là không gian ngoài trời của khu vườn suy tưởng, nơi mà toàn bộ nhân viên có thể một mình đi dạo, suy tư hay trình bày phương án thiết kế của mình. Khi bước vào bên trong, không gian làm việc là không gian mở, không có vách tường riêng. Công trình công ty Mirror Design Studio hòa lẫn vào thiên nhiên với đầy đủ các không gian chức năng của một văn phòng thiết kế, gồm hai khối nhà chính được liên kết với nhau bởi khu vườn suy tưởng. Một khối nhà là nơi làm việc của nhóm ý tưởng và mô hình. Một khối nhà là nơi của nhóm triển khai ý tưởng 3D, triển khai bản vẽ kỹ thuật 2D. Không gian mở tạo sự gần gũi thân thiện với toàn bộ nhân viên. Giai đoạn nghiên cứu tìm ý tưởng là giai đoạn quan trọng trong quá trình thiết kế, đòi hỏi kiến thức tổng hợp về văn hóa, lịch sử, xã hội, sự sáng tạo không ngừng của người thiết kế. Giai đoạn này thường chiếm gần 70% thời gian hoàn thành phương án và cũng là khoảng thời gian tranh luận, góp ý và chỉnh sửa liên tục các phương án trên bản vẽ và mô hình nhằm tìm ra phương án tối ưu. Sự làm việc cần mẫn, siêng năng của mỗi cá nhân cùng sự đồng lòng của cả đội đem lại thành công cho một công trình. Sáng tạo là một quá trình đầy gian nan thử thách nhưng rất thú vị. Em công nhận là đây là một chi rất là bổ ích cho các bạn sinh viên năm nhất năm 2. Thì các bạn có thể hình dung sơ lược về cái ngành nghề của mình đang chuẩn bị đang học. Và còn đối với em là một sinh viên năm 4 sắp ra trường thì em có thể thấy được là cái không gian làm việc thiết kế rất là thân thiện, gần gũi. Thì nó cũng giống như là những gì mà em đã được đào tạo trong suốt 4 năm qua ở trường Đại học Văn Lang. Em có cảm giác là em sẽ có thể tự tin hơn sau khi ra trường, em có thể apply được ở những cái doanh nghiệp, những công ty thiết kế kiến trúc lớn và có danh tiếng như là công ty Mia.